Em chào bà con nha, hôm nay ngày 19 nha, em sót lại mớ máy nha. Sót lại mớ máy ai chốt ha. iPhone iPhone 3 nghe gọi 250. Full chức năng nha, có wifi đầy đủ ha. Sim bọng đầy đủ ha. Mà bán nghe gọi nha, ai tìm hiểu gì tìm hiểu nha. Rồi 250 nha, iPhone 3 250, bán nghe gọi nha, bỏ túi nghe gọi nha. Cây Huawei, cây Huawei U01 ha, cây này 400. Cây Huawei 01 ha. Cây Huawei 01 ha. 400. Cây Asus Z00VD màu xanh. Asus màu xanh. Cây này dán decal ha. Chắc vỏ xấu, dán decal ha. Cây này giá 400. Bộ nhớ 16 ha, 5.1, học online tốt. Giá 400. Màn hình bị nứt lên đây tí ha. Giá 400 bao gồm nứt rồi nha. Máy cũng mạnh ha. Asus xanh 5.1 ha. Giá 400. iPhone 5S 16GB. Màn green, mất vân tay, sạch. Giá 700. Quay đây coi cái clip ở trên YouTube nha, chứ kêu em quay lại cái cây đó chụp hình gì thì em không có nha. Em không rảnh để làm những chuyện gì nha. Coi trên đây được cái nào thì chốt cái đó nha. Máy có lỗi thì em sẽ báo lỗi, còn máy không lỗi thì full nha. Đó, iPhone 5S 16GB 700. iPhone 5S 16GB máy sạch, nút hôm hư, giá 600. Nút hôm bị hư rồi em bấm không ăn, giá bán giá 600. Bấm nút này nè, xài nút hôm này á. Còn ai có tiền thì ra thì em sửa ha. Màn hình green nè. Nút hôm hư rồi, em bấm không ăn. Em bớt 100 còn 600 ha. iPhone 5S 16GB màn hình green, mất vân tay, giá 700, vỏ xấu. Cái này 700 nha, màn hình green đẹp ha, màn hình đẹp. Giá màu vàng nha, giá 700 ha. iPhone 5C hàng hiếm 16GB sạch, màn hình green, giá 700. 5C hàng hiếm nha. Tài khoản của em, điện thoại mobile. Cây Huno, cây Huno U01, Huno U01 giá 400. Huno Huno ha. Huno 01 giá 400. Cây Pantera V. Cái Pantera V RAM 3, bộ nhớ 32. Cây này 700 ha. RAM 3, bộ nhớ 32 mạnh ha.
Máy này mạnh nha, vỏ cũng đẹp ha. Gam 3 bộ nhớ 32 nha, giá 700 nha. Pantea V. Cây táp B01i. Cây này học online được nha. Cây này giá 400. Giá 400 nha. Cây này táp 01V, táp B01V. Cây này 5 chấm nha, giá 500 ngàn. Đó nè. Nè đâu ông có cái xếp được không? Rồi, cây này 500 nha. B01V nha. Cây nãy là cây Y nha. Cây này cây V nha. Cây này táp A2016 ha. Cây này nếu mà ok gin màn gin thì bán giá là 1,2 triệu. Cây này màn hình lô ha. Cây này màn hình lô nha, nó thẳng luôn màn hình lô. Học online tốt 5.1 ha. Cây này 800, cây táp A ha. Màn hình này lô nha. Xài bình thường không lỗi gì hết nha. Tại màn hình lô bán giá vậy á, chứ đúng ra giá 1,2 triệu nha. Màn hình không lỗi gì hết nha, 800. Táp Matea 0705. Táp Matea 705. Cây này học online tốt ha, 5.1, 500 ngàn. Còn mới cáo luôn ha. Táp 705. Mate 705 giá 500 ngàn, học online tốt ha. Sim để góc đít này nha, gỡ cái nóc đít này ra nha, ngay chỗ này nè, bung lên ở đây nè, sim với thẻ nhớ gắn đó ha. Em sổ cái tab 4 luôn ha, cái tab 4 cây này 500 ngàn nha. Tab 4 màu đen chính hãng Samsung ha. Nó tên là Tab 4 ha. Tab 4 nha. Tab 4 nha. Cây này 500 nha. Táp 4, cây này 600 nha, đẹp nha. Vỏ đẹp ken spen luôn, còn nút luôn ha. Sườn còn đẹp luôn ha. Màn hình đẹp luôn ha. Đẹp ken spen ha. Em sổ luôn à, bán giá 600 luôn à. Táp 4 trắng nha, nó là táp 4 trắng nha, giá 600 nha. Cây Asus K011. Cây này em bán giá 500 luôn, sổ luôn. Asus nha. Em bấm vô cái nút bự quá, bấm vô không được. Ai mua thì cọc em cái cạc về theo 50 ngàn nha. Còn mua một cây thì 35 ngàn tiền ship, hai cây thì bao ship ha. Ai mua xa thì cọc em cái cạc về theo 50 ngàn. Như cây này thì còn lại 450 cộng tiền ship 35 ngàn ha. Em trừ ra luôn nha. Mỗi cây máy em cho cộng cáp sạc ha. Cây này 500 ha. E
em lên được mười mấy cây G2 Prime màu đen ha. Cái cảm này lên màu vàng ha. Màn hình rin, men rin, pin rin ha. Em lên vỏ ha, màu đen ha, Ken Span ha, giá 600 ngàn ha. Cây này Android 6 chấm, Android 6 chấm nha. Cây này học online tốt ha. G2 Prime nha, Android 6 chấm ha. Màn hình green nha, màn green nha. Tại không có cảm đen lên, có cảm vàng là lên ha. Chứ cái này có cảm đen nó đẹp, nhưng mà không có cảm đen, chỉ có vỏ, vỏ đen thôi ha. Lên cái vỏ đen cho huyền thoại cho anh em xài ha. 600 ngàn nha, đẹp Ken Span nha. G2 Prime Android 6 chấm, học online tốt ha. Có đèn led trước ha. Em lên mười mấy cây á. Đây G2 Prime màu màu vàng ha, Ken Span nha. Màu vàng nha. Giá là 600 y chang ha. Nhưng mà này là màu vàng hết luôn nha. Vàng full nha. Màu hình đẹp ha. Giá 600 nha. Với em là Ken Span nha. Đó, 600 ngàn vậy đó. 600 ngàn là như vậy ha. Ai cả xa thì cọc em cái cạp Viettel 50 ngàn nha. Còn lợi 550 cộng tiền ship 35 ngàn. Mua 2 cây trở lên bao ship. Còn bớt thì không bớt nha. G530 ha, Ken Span ha, vỏ đẹp ha, 500 ngàn. Android 5 chấm, học online tốt. Đây, cây này là 5 chấm nha. G530 nha, 5 chấm, học online tốt. Cây này là G5S5, Galaxy S5, vỏ xấu ha. Cây này Android 6 chấm, Android 6 chấm ha, bộ nhớ 16 ha, green nguyên cây ha, giá 600. Tại cái này 6 chấm, học online tốt, đáng giá 600 ngàn nha, S5 nha. S5 cây này 6 chấm. Còn cây 4.4.4 thì bán 600 nha. Cây này vỏ đẹp ha, vỏ đẹp Ken ha, bán 600 ha. S5 luôn nha, Galaxy S5 ha. Cây này học online không được nha, còn cây kia học online được nha. Cây này là G5 2016, em còn một cây ha, bán giá 900 ha. G5 2016 Android 7.1.1 luôn nha. G5 2016 hai sim chất lượng ha. Rồi, cây này em bán giá là 900 nha. Sony E5. Cây này Gamba E5663 ha. Cây này Gamba bộ nhớ 16 nha. Cây này học online tốt luôn, 6 chấm rồi. Mà nước kính sao em bán giá 600 ngàn nha. Nếu mà không nước kính chắc 900 rồi. Cây này Gamba, Gamba nha. Cây này mượt lắm, màn hình đẹp lắm ha. Camera trước sau ok ha, có nắp luôn ha, màu vàng ha. Cây màu vàng nha, Sony E5663 ha, nhớ đọc tên dùm em nha. Màu đen nước kính sau nha, giá 600 gam 3 nha. Rồi cây Sony E2312 nha. Cây này Android 5 chấm, học online tốt luôn ha, 500 ngàn. Rồi 500 ngàn nha, có cây học online ok luôn ha. G5 2015, G500 6.0 ha, cây này 600 ngàn, mới thay vỏ ha. Màn hình green, 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 green cây ha. Có mới thay vỏ ha. Thay vỏ đẹp Ken Span ha, G5 ha. Vỏ xấu quá thì em thay ha. Chứ nó green ha. Màn green, men green, pin green. Cây này em bán giá 600 nha, 600 ngàn nha, G500 nha. Này sụp giá hết luôn, bán ra hết luôn nha. Apple F1S Gamba bộ nhớ 32. F1S Gamba bộ nhớ 32. Đây F1W nha, F1W nha.
nè, Android 5.0 à, RAM 3 bộ nhớ 16 nha, em nói lộn nha, RAM 3 bộ nhớ 16 nha, Android 5.1 nha. Đây, học online tốt, em bán giá 700 luôn rồi, cho ra đi luôn 700 ngàn luôn, hôm qua em đăng 900, cây này ra đi 700 ngàn luôn, cho bán luôn á. iPhone 12 Pro Max chày hơi nhẹ mặt trước mặt sau ha, 12 Pro Max 512GB nhái chày giá 1 triệu. Lùa cũng ghê lắm ha, giá 1 triệu nha. A7 2015 RAM 2 bộ nhớ 16 5.0 giá 900, riêng nguyên cây nha, cây này riêng nguyên cây luôn, vỏ nó vậy qua 5 tháng ha, về nhôm nguyên khối luôn, mỏng te ha, cái này nhẹ hiều ha, nó có nhiều ứng dụng đó, di chuyển đâu được đâu. Cam trước cam sau ok ha, cây này 900 nha. Anh Hùng quay không hả? Anh Hùng quay không? Số điện thoại của em nằm ở tay trái nha, số điện thoại anh Hùng nằm tay phải nha. Qua đây. Rồi đó, quay luôn hả? Quay đi. Tự nói đi. Rồi chào bà con nha, hôm nay em nói lớn lớn lên. Hết máy rồi, chỉ còn có mấy cây thôi. Không đủ để trưng đâu. Cây iPhone 4S này có màu đen màu trắng xẻ luôn, 250 một cây nha, xẻ luôn 250 một cây, bán nghe gọi nha, hai cây nha. Cây nào cũng 250 một cây hết anh. Cây G7 2016 bán giá 900 nha, máy zin toàn bộ nha, zin nguyên con á, RAM 2GB bộ nhớ 16GB nha. Ai mua anh Hùng thì số điện thoại nằm bên tay phải nha, để giữ anh Hùng á, gọi giùm em nha. Cây này là zin nguyên cây nha, không có thay giết nữa nha, giờ vỏ nó hơi xấu tí thôi, bán giá 900 nha. Cây G530 nó hơi xấu vỏ, em bán 400 ngàn nha, còn ai nhu cầu vỏ đẹp á thì 500 nha. Hay giỏ đẹp là 500 ngàn. Mua thì cọc, em cái cạp thì theo 50 ngàn, còn lợi 450 cộng tiền ship 35 ngàn ha. Còn cây đó thì còn lợi 35 ngàn. Còn ai hai cây thì bao ship không? Ai có nhu cầu mua thì cứ thủ sẵn cái cạp Viettel nha, chứ không có cạp tụi em cũng khó ship, không có thể nào ship được, không được ship không rồi có người bơm hàng là tụi em nó vốn đời cây được có mấy chục ngàn à, không có nhiều đâu. Cây G2GIM giỏ xấu em bán 500 nha, em giỏ đẹp này em bán 600 ngàn cây nha. Cái này thì em nhiều lắm nha, cái này chừng có mấy cây thôi. Cây Mobitab này em vẫn chưa mua được ổ sim nè, em bán 400 ngàn nha, bán xẻ lên 400 ngàn nha. Bán cái này là bán nghe để xài mạng wifi thôi cũng ngon nữa, học online là khỏi chê luôn, máy cũng to lắm nha, máy cũng bự lắm nha, máy bự là khỏi chê luôn, chứ có mất khay sim, có khay sim là em bán là tới 800 ngàn, bỏ vô xài bình thường mất cái khay sim, có khay sim là em bán 800 ngàn đó, nhưng mà không có khay sim giờ để lâu quá là thôi bán lô vốn luôn, bán 400 lên lỗ 100 ngàn á. Chịu khó đi sưu tầm cây sim bỏ vô xài. Cây iPhone 12 nha. 10 cây, 11 Pro Max nha, màu trắng nha, máy đẹp nguyên can nha. Hàng nhái hàng giả nha. Hàng giả nha. Bán 1 triệu nha. Cây này là đẹp lắm nha, khung sườn này kia cũng còn đẹp lắm nha. Bán giá 1 triệu là ai hỏi tới cây này đừng trả giá giùm em cái ha. Nếu mà công trả bằng giá mấy máy kia không được rồi. Còn cây đó như cây màu đỏ này thì có trả rẻ bán được 900 ngàn này. Còn cây đó là đúng 1 triệu nha. Tiền nào của đó, cây đó đẹp thì giá khác.
11 rồi mát nha. 11 rồi mát nha. Cây này em bán 900 ngàn. Hàng nhái hàng giả nha. Màu đỏ nha. Cây F1S em bán 1 triệu một cây nha. Nhà tới mấy cây lận á mà lại chưa không có đem ra nha. Oppo chính hãng F1S. Oppo F1S RAM 3GB, bộ nhớ 32GB. Nhà còn đâu 2-3 cây gì đó. Nó đem nha một cây chân thôi. Nó bán 1 triệu một cây. Cây Vega A900 nha. Cây Vega A900 nha. Bán giá 500 ngàn nha. Cây này cũng chạy nhanh. RAM cũng 2GB. Bộ nhớ 16 hay 32 gì không do. Nó bán giá 500 ngàn nha. Cây A30. Samsung A30. Màu xanh. A30 nha. Hả? Chính hãng. A30 chính hãng nha. Cái này em bán giá là 1.8 triệu nha. RAM không biết bao nhiêu. RAM này chắc 4GB đó. Cái này RAM 3 hay 4GB không cho. Không vô coi má ơi. Chẳng xe đâu để con mà ấy không. A30 trước có bán cây rồi đó. Không ăn nó tiếng ăn. Pin đó. Đó. Nó RAM 3GB nha. RAM 3. RAM 3 bộ nhớ 32 nha. RAM 8 nha. Máy này là siêu đẹp nha. Bán 8 nha. Cây này nè chắc nhiều người chốt lắm đây. Cây này là học online vô tư nha. Cái này là Android 5 chấm á. Android 5 chấm á, cái này học online vô tư luôn. Bán giá có 500 ngàn thôi. Bán giá 500 ngàn nha, màn hình 7 inch nha. Cây này hiệu gì không biết. Cái này cũng không biết hiệu gì nữa. Bán giá 500 ngàn nha. Nếu mà ai hỏi mua thì cứ cây màu đen nè. Bán giá 500 ngàn hỏi tới là biết. Cây Mate. Cây Mate Fuzu. Cây này màn hình mạch kiếng nó hơi xấu một chút. Tại cứ đem đi đem về mạch kiếng nó hơi xấu một chút. Học online là vô tư luôn. Bán giá là 800 ngàn nha. Cái này 10 inch nha. 800 ngàn nha. Cái này 10 inch nè. Học online thì gọi chê luôn. Cái iPad. iPad nó không xài sim nha. 900. Cái này không xài sim nha. Cái này không xài sim. Em bán giá 900 ngàn nha. Máy đẹp nha. Chứ em tính bán 1 triệu mà thằng này xuống em bán giá 900 nha. Vậy bán 1 triệu đi. Bán 1 triệu đi. iPad 2 của ổng bán giá 1 triệu nha. Nó ép em, nó tính cho em hết vốn thì gì á. iPad 2 của ổng bán 1 triệu nha. Cây Tab 8S nha. Tab 8S. 200. Tab 8S có 2 cây, cây Tab 8 giò và Tab 8S. 200. Ông bán giá. Thằng ông lội, ta xách cho bán nhẹ rồi cũng lội. Bán giá là 700 ngàn, 600 ngàn một cây nha. 2 cây nha. Tab 8S và Tab 8 giò. Xấu luôn, 200. 600 ngàn một cây. Tao đập vào mặt mày bây giờ. Cây Mate. Cây Mate Tab 8 nha, bán giá 600 ngàn nha. Cây này cũng 7 inch nha. Học online là vô tư luôn. Hầu như mấy cây dàn này nó học online là được hết đó nha. Cây này cây dựng đứng nha. Dựng đứng này nè, phiên bản nó hơi thấp. Coi trang web trên coi YouTube trên trang web thôi. Em bán giá 800 ngàn nha. Cái này là nó bị bể kính nè, mấy nhà sản xuất người ta dán này rồi đó, dán màu đen rồi nhưng mà cũng không có đẹp lắm. Em bán giá 800 ngàn nha. Tại cái nhà sản xuất này nó học bên Trung Quốc hay gì đó, nó dán đều quá. Quay sao? Bán giá 800 ngàn. Quay làm sao? Cái này là có giá đỡ làm sao nha. Có xài sim để đỡ nha. Xếp lại gỡ ra, xếp lại. Đó, xếp lại như vậy nè, đó.
rồi mình mở ra mình để. Mở ra nữa rồi. Để vô tư nha. Mở ra nữa rồi. Mở ra nữa. Mở ra nữa gãy. Hết rồi, nhiêu đó thôi hả? Ừ. Đó vậy thôi được rồi. Bánh giá là 800 ngàn một cây nha. Cây này là mai là có người chốt liền á, ai có sớm được thì còn không? Ai cọc sớm thì mình còn nữa không? Còn không? Thế là hết vốn. Rồi. Em bán 7 giờ tối tới 9 giờ tối ở sân vận động Tương An ha. Hai anh em ngồi bán vậy ha. Đối diện với nhà tròn á, đây nhà tròn đây. Em quay vậy quay qua đó. Đối diện nhà tròn nha. Rồi chào bà con.